Không, mà tính vậy nằm im đó. Số 3 thấy hô nhanh lên. Hiểu không? Hô nhanh cái số khác chứ không á là thành số 2 với thành số 4 là nó bị cái miệng là nó làm gì không biết, nó có thể cài trong đất đó. Thấy chưa? Rồi á, ví dụ như thành số bài nó hô á. Không được hô thành số 2, số 4 phải hô số 5. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Mà số 5 phải hô số khác nha, không được lặp lại số này. Hiểu chưa? Bây giờ làm nháp mấy lần nữa. Bắt đầu từ số 1. Số 1. 4. 1 đây. 2. 3. Đâu đi, đâu đi. 5. 5 tới 6. 5 tới 6, các bạn chỉ cần nhớ số hay mình cảm ơn được rồi. Bắt đầu. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 7. Kêu đây. 7. 7. Câu chết. 10. 4. 2. 3. 4. 4. 4. 20. Rồi, tổng cộng có 22 người kia chưa? Bây giờ mình sẽ nhắc không, người này không có chơi, mình bây giờ mình nhắc trước nha. Số 9. Số 10. Rồi bây giờ nha. Nhá một cái nữa nè. Số 20. 1.